Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Trong tin nghịch, ở các tập tiếp theo, tâm điểm sẽ vẫn là màn cướp show đầy bá đạo của Vương Lâm sau khi anh ấy đột phá Nguyên Anh Kỳ. Thế nhưng ngoài Vương Lâm ra, có một đội hình Nguyên Anh Kỳ cũng khá được các bạn khán giả quan tâm, đó là đội ngũ trưởng lão của Vân Thiên Tông. Sắp tới đây, đám người này sẽ cùng Vương Lâm tạo nên một trận thu hùng cực kỳ đỉnh cao cùng với màn combat hết sức mãn nhãn. Có thể nói, đây chính là sự kiện được quan tâm nhất vào lúc này đúng không nào? Và liệu rằng Vân Thiên Tông tổng cộng có bao nhiêu vị Nguyên Anh Kỳ? Sau khi Vương Lâm đột phá Nguyên Anh Kỳ thì kết cục của họ ra sao? Vậy thì ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về trận chiến này các bạn nhé! Đầu tiên, như các bạn cũng đã biết, đúng vào ngày cưới của Lý Mộ Uyển thì cũng là lúc Vương Lâm chính thức đột phá Nguyên Anh Kỳ. Lần đột phá này tuy không mang đến thiên kiếp, thế nhưng nó lại khiến dị tượng kinh người bạo phát làm khắp đất trời đều phải run rẩy kịch liệt. Ở tại Vân Thiên Tông khi đó, thậm chí có tới hơn 20 gã Nguyên Anh Kỳ từ các tông phái đến tề tựu. Cảm giác người khác đột phá Nguyên Anh mà sinh ra dị tượng cỡ này, bọn họ thầm nghĩ đây chắc cũng không phải người bình thường. Và tất nhiên, đám người Vân Thiên Tông cũng hiểu điều này. Tuy nhiên, ngay tại đại địa của bọn họ có người đột phá Nguyên Anh, vậy mà tất cả mọi người đều không biết gì. Có lẽ đây chính là một sự sỉ nhục lớn của Vân Thiên Tông. Chính vì thế, cái lão gia hỏa Liễu Phỉ cậy mình là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong, chuẩn bị tiến vào hậu kỳ, đã ngay lập tức dẫn đầu hơn 20 gã Nguyên Anh Kỳ đến tận nơi xem xét tình hình. Sau đó, những tưởng đối thủ yếu ớt vì mới đột phá xong, cái tên Liễu Phỉ này liền ra oai một mình lao tới động phủ, nơi Vương Lâm vừa đột phá. Thật đáng tiếc, lão ta quá bất cẩn, vừa lao tới lão đã bị cực cảnh của Vương Lâm đánh trúng. Ngay lập tức, Liễu Phỉ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nằm im bất động. Ngay sau đó, Vương Lâm liền một tay xách cổ lão ta lao ra khỏi động khẩu. Phía xa, chứng kiến một gã Nguyên Anh Trung Kỳ dễ dàng bị phế đi nội lực, khắp nơi quần hùng kinh ngạc. Còn Lý Mộ Uyển thấy Vương Lâm, nàng mặc trên người chiếc váy cưới đỏ thắm, liền nhanh chân chạy thật nhanh về phía người mình yêu. Thấy thế, Tôn Trầm Vĩ liền đuổi theo nàng. Đáng tiếc, lần này, cho dù có chuông bảo mệnh, hắn ta cũng không thể sống sót. Thời khắc đó, Vương Lâm chỉ cầm một cái chớp mắt, thần thức đã xuyên qua người Tôn Trầm Vĩ, tiện hắn về với cát bụi, đáng đời cho tiên sở khanh. Nhìn thấy Tôn Trần Vĩ như vậy, cha hắn là Tôn Long Vũ tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ vô cùng tức giận. Ngay lập tức, hắn ta liền đưa phương độc mã lao lên. Đáng tiếc, trận đấu này chẳng kéo dài được lâu. Sau vài lời võ mồm, Tôn Long Vũ đã bị Vương Lâm cực cảnh thần thức xuyên qua đại não, còn Nguyên Anh của lão ta thì bị Vương Lâm thu lấy. Thấy vậy, đám Nguyên Anh Kỳ của Vân Thiên Tông thêm cả lão gia hỏa Tống Thanh Nguyên Anh Trung Kỳ cũng lao lên. Đáng tiếc, chỉ trong tích tắc, Vương Lâm đã nhanh chân hơn. Nháy mắt, anh ấy đã lấy được mạng vài tên Nguyên Anh nữa và thu lấy Nguyên Anh của bọn họ đưa cho Lý Mộ Uyển rồi lạnh lùng nói, cầm lấy mà luyện đan. Chứng kiến việc này, mọi người đều khiếp sợ, chỉ nháy mắt thôi, vậy mà trong số 9 tên Nguyên Anh của Vân Thiên Tông đã có 5 tên trực tiếp bỏ mạng, một tên thì thoi thóp mất đi khả năng chiến đấu, còn lại 3 tên trong đó có Tống Thanh, bọn chúng liền bỏ chạy mất mật. Thế nhưng, sau khi Vương Lâm trực tiếp lấy mạng thêm mấy tên thì rất nhanh, 5 tên lão tổ của Vân Thiên Tông đã ầm ầm lao đến, toàn bộ đều là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dẫn đầu là Trần Bách Lương đã lập tức lao về phía Vương Lâm. Thế thế, Vương Lâm liền lấy ra sợi tơ thiên kiếp, chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã đánh thẳng về phía Trần Bách Lương, làm hắn suýt mất mạng. Sau đó, anh ấy lại dùng cấm phiên vây khốn một tên khác. Có thể nói, diễn biến quá nhanh, đám người kia còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi 2 người. Còn 3 tên, Vương Lâm lại lùng quát. Hiện tại chỉ còn lại 3 người các ngươi, dù có liên thủ ta cũng nắm chắc lấy mạng từng người một. Nghe vậy, đám người kia giật mình run rẩy, còn Vương Lâm nhìn đám người kia, anh ấy lạnh lùng nói tiếp. Sau ra hồn huyết, nếu không đừng trách ta vô tình. Lời nói vừa dứt, Vương Lâm liền động thủ khiến Trầm Bách Lương đang thoi thóp trực tiếp mất mạng. Làm xong, Vương Lâm gằn giọng quát, giao ra huyết hồn, 500 năm sau ta sẽ trao trả lại. Nghe thế, đám người kia không đành lòng. Tuy nhiên, vì giữ lại mạng, bọn họ tất cả đều phải giao ra hồn huyết. Cứ thế, 5 tên lão tổ, một bỏ mạng 4 tên đầu hàng. Không những thế, từ kết đan kỳ trở nên, tất cả cũng đều phải giao ra huyết hồn cho Vương Lâm. Sau đó, anh ấy liền giao cho Lý Mộ Uyển. Không lâu sau, vài trăm năm qua đi, Âu Dương Tử cùng vài tên lão tổ khác đã qua đời vì tuổi cao, chỉ còn lại Liễu Phỉ cùng Tống Thanh là còn sống, tu vi cũng đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể nói, kết cục của Vân Thiên Tông sau trận đại chiến ngày đó là khá thê thảm đúng không các bạn? Trong số 14 tên tu vi Nguyên Anh Kỳ thì có tới 6 tên trực tiếp bỏ mạng, vài tên được Vương Lâm tha mạng, còn đâu tất cả đều phải đầu hàng. Sắp may, cũng nhờ có sự đối đãi tử tế của Lý Mộ Uyển mà về sau, đám người đầu hàng kia đã hoàn toàn nghe lời nàng và hết mực vì tông môn. Có thể nói, đây cũng là một cái kết không tồi đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.